Trong màu áo Inter Miami, Messi vẫn là hiện tượng kỳ vĩ về tài năng như những gì người hâm mộ bóng đá thế giới đã chứng kiến suốt gần 20 năm qua. Bàn thắng mới nhất trước câu lạc bộ New York Red Bull có thể xem là một siêu phẩm, dù rằng Messi chỉ đệm bóng cận thành. Nguyên do là Messi tự mở ra cơ hội bằng một đường truyền không tưởng xuyên qua hàng phòng ngự dày đặc của đối phương, đưa bóng đến đúng đà chạy của Benjamin Crespachi trước khi lao đến khoảng trống và đợi người đồng đội trẻ dọn cỗ trở lại. Tuy chỉ là một pha dứt điểm cận thành, nhưng in đậm dấu ấn của đạo diễn tài ba Lionel Messi. Anh quá đẳng cấp, quá khác biệt so với phần còn lại. Điều đáng nói ở đây, pha bóng dẫn đến dứt điểm này trông rất quen. Hình như là đạo diễn Messi đã từng thực hiện một cảnh tương tự trên sân khấu lớn nào đó. À, ra rồi. Liệu các bạn còn nhớ tình huống mở tỷ số của đội tuyển Argentina trước đội tuyển Hà Lan tại tứ kết World Cup 2022? Đường chuyền chọc khe xuyên qua cả rừng chân hậu vệ cao to của các lớp màu da cam đến đúng chỗ của Molina thoát xuống và dứt điểm. Há chẳng phải đường chuyền ngày hôm đó và đường chuyền ngày hôm nay đều xé toạc hàng phòng ngự dày đặc của đối phương theo một cách không tưởng ư? Nói cách khác, cả hai đường chuyền đều cho thấy khả năng quan sát hơn người của Elbunga và độ tinh tế trong từng cú chạm bóng, làm sao điều khiển quả bóng theo đúng ý muốn của mình, thậm chí điều khiển cả đồng đội chạy chỗ. Một tổ hợp bóng đá quá khó, bao hàm cả tư duy lẫn kỹ năng. Dường như cả thế giới này chỉ có mỗi Messi có thể làm được, có thể tạo ra những đường chuyền quái dị kiểu như thế. Messi xuất sắc một cách hiếm có, khiến nhiều người dấy lên câu hỏi, anh đã làm như thế bằng cách nào và tại sao anh có khả năng làm như thế? Sau đây, hãy cùng yêu bóng đá Nam Go đi tìm đáp án. Nhưng trước tiên, xin giới thiệu với các bạn muốn xem trực tiếp tất cả các giải đấu bóng đá tốc độ nhanh, Full HD và hoàn toàn miễn phí thì hãy truy cập ngay namgo.com cực kỳ xịn sò. Nơi đây sẽ cho bạn nhìn thấy từng đường bóng nét căng và sống trọn cảm xúc với bộ môn túc cầu giáo. Còn bây giờ, nội dung chính xin được phép bắt đầu. Nếu đơn thuần quan sát hành động của Messi, chứng kiến anh tìm ra điểm yếu nơi hàng phòng ngự của đối phương, trông dễ như bỡn. Sẽ không ít người nghĩ rằng Messi sở hữu bộ não và cơ thể của một người ngoài hành tinh. Điều này không hề sai, bởi chắc khắp trên trái đất này chỉ có một mình Messi mới thực hiện những điều tưởng chừng như là phi lý, nhưng vô cùng thuyết phục như thế. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của khoa học, não của Messi có khả năng kết hợp hoàn hảo các nhận thức như lập kế hoạch, phối hợp, thiết lập trình tự, ứng biến linh hoạt và thậm chí là phán đoán chuyển động của đối thủ chỉ trong vài giây. Chuyên gia tâm lý thần kinh John Fone từng nhận định trên Diario AS cách đây nhiều năm. Theo Robert Moreno, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha và từng có 3 năm làm việc với Messi trong tư cách trợ lý của Luis Enrique ở Barcelona, chính não bộ đã giúp Messi vươn lên một đẳng cấp khác biệt so với các đối thủ, bất kể đối thủ có những lợi thế về mặt thể chất. Messi như trong phim Ma Trận, Moreno chia sẻ. Các bạn hẳn còn nhớ một cảnh trong phim khi nhân vật chính uốn lượn cơ thể trước làn đạn chậm chậm lao tới phải không? Với tôi, Messi chơi bóng y như vậy. Mọi sự vật diễn ra trên thực tế đều được làm chậm trong đầu của Messi. Nói cách khác, Messi có thể suy nghĩ nhanh hơn phần còn lại. Quan trọng là Messi tư duy thế nào khi cậu ấy hành động đúng như ý muốn. Tôi không phải là một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng tôi hiểu một khi chơi bóng có những lúc bạn muốn làm một điều gì đó. Song sự kết nối giữa cái đầu và đôi chân gặp trục trặc khiến bạn không thể thực hiện động tác thành công. Messi thì ngược lại, cậu ấy có khả năng, có sự phối hợp giữa đầu óc và tay chân, có được sự linh hoạt để chuyển động cơ thể theo ý muốn. Và một khi đã muốn làm điều gì đó, Messi sẽ tạo nên những tình huống điên rồ. Moreno phân tích thêm. Nhìn chung, phân tích của Moreno cũng không khác gì so với Juan Fon nhận định. Và nếu chịu khó nghiền ngẫm, ta cũng sẽ nhận thấy Messi chắc chắn phải có điểm dị biệt trong bộ não. Ví dụ như là khả năng suy nghĩ nhanh hơn hay làm chậm lại các chuyển động trước mắt. Vì chỉ có thế, ở tuổi 36, Messi vẫn có thể duy trì những đường truyền quái dị như thế trước đội tuyển Hà Lan hay trước New York Red Bull. Elbunga nhìn ra những khoảng trống không ai thấy và thậm chí dự báo trước cả tương lai. Khoảng trống bây giờ vẫn chưa xuất hiện, nhưng 3 giây sau sẽ có. Và từ 3 giây trước, khoảng trống ấy đã mở ra trong đầu của siêu sao người Argentina. Anh chỉ cần một khoảnh khắc, ở một khoảng trống rất nhỏ để vô hiệu mọi hệ thống phòng ngự. Hãy nhìn lại đường kiến tạo cho Nahuel Molina của Leo tại tứ kết World Cup 2022. Thời điểm Messi cầm bóng, hai cầu thủ Hà Lan, trong đó có Nathan Aker, người được phân công kèm riêng Messi, đang đứng chắn trước mặt. Nahuel Molina bị hậu vệ đối phương theo sát, chưa kể Virgil van Dijk sẵn sàng bọc lót phía sau. Hà Lan đã giữ cự ly đội hình phòng ngự tốt, khoảng trống giữa các tuyến bị thu hẹp để đối phó với những pha đập nhả trung lộ. Nhưng Messi vẫn có cách chọc khe cho Molina. Cầu thủ 35 tuổi chuyền vừa vặn xuyên qua hai cầu thủ Hà Lan, rót trúng pha di chuyển cắt từ cánh vào trung lộ của Molina để tạo nên bàn mở tỷ số. Trước khi kiến tạo cho Molina ghi bàn, Messi không tham gia quá nhiều vào khâu tấn công. Song, chỉ cần một khoảng hở rất nhỏ giữa hai tuyến cùng một cú ra chân đẳng cấp, Messi đã tạo nên bàn thắng. Trước New York Red Bull, Messi cũng chỉ cần 30 phút làm nóng trên sân để tạo nên một siêu phẩm đường chuyền.
Một cú Chivela vẩy quả bóng đến cột xa cho cầu thủ chạy cánh mang xuống. Một bài vở quen thuộc nếu nó xuất hiện bên cánh trái với điểm đến là Jordi Alba, giống như những ngày cả hai cùng nhau tung hoành dưới màu áo của Barcelona. Tuy nhiên, Messi lần này lại chuyền sang phải. Và hãy nhìn kỹ, khoảng trống bên cánh trái dành cho Alba là có. Anh cũng đã thủ sẵn trong tư thế xin bóng. Nhưng Messi thích làm điều khó hơn. Phải thừa nhận là rất khó. Bên cánh phải theo hướng tấn công của Inter Miami dày đặc hậu vệ đối phương và chẳng có chiếc bóng áo hồng nào lọt vào khung hình cả. Đến người xem TV còn chưa kịp hiểu Messi định truyền cho ai thì đối thủ biết đường nào mà kèm người cho chuẩn chứ. Tốc độ xử lý thông tin của Messi là điểm mấu chốt dẫn tới sự khác biệt của anh với phần còn lại. Anh là một trong những cầu thủ bóng đá có tốc độ phản ứng nhanh nhất lịch sử. Khả năng phản ứng của Messi kết hợp hài hòa giữa tư duy, sự sáng tạo và trực giác giữa bán cầu não phải và trái. Một nghiên cứu từ Viện Giáo dục Thể chất Catalonia năm 2017 cho thấy Messi có trí thông minh vận động rất cao. Để thực hiện từng hành động, não bộ tự thực hiện phép tính phức tạp về mặt hình học, khí động học và xác suất trong thời gian rất ngắn. Trí thông minh vận động của Messi thể hiện qua tốc độ xử lý các phép tính trên của não bộ. David Zurutuza, cựu tiền vệ của câu lạc bộ Real Sociedad, người đã đối đầu với Messi 14 lần trong cả sự nghiệp, trong giai đoạn có nhiều cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hội tụ ở La Liga, bao gồm cả Cristiano Ronaldo ở Real Madrid, từng đưa ra quan điểm. Tôi đã đối đầu với nhiều cầu thủ vĩ đại, nhưng Messi có điều gì đó rất độc đáo. Không phải nói anh ấy xuất sắc hơn. Cristiano Ronaldo thì vượt trội về mặt thể chất, anh ta sung mãn hơn. Messi là tài năng thuần túy hơn. Anh ấy tăng tốc nhanh chóng, nhưng đó cũng là sự thông minh. Anh ấy có thể phát thảo cả tình huống trước cả khi cầu thủ khác nhận ra pha bóng đó. Khi bạn ở trên sân với Messi, bạn mới nhận ra mọi thứ diễn ra nhanh như thế nào. Thật là ngoạn mục. Bạn không thể cảm nhận được điều đó từ truyền hình đâu. Rất tàn bạo. Nếu là một cầu thủ, bạn sẽ rất khó để xử lý bóng như Messi vẫn làm. Và khi quan sát từ cự ly gần, điều đó ảnh hưởng mạnh đến tâm lý của bạn. Tốc độ xử lý của anh ấy nằm ngoài sức tưởng tượng. Zurutuza cũng cho rằng siêu sao người Argentina có siêu năng lực để phát hiện điểm yếu nơi hàng phòng ngự của đối phương. Leo rất thích khu vực anh ấy có thể nhận những đường truyền chéo sân. Đó là khoảng không gian tam giác giữa hậu vệ cánh trái, trung vệ lệch trái và tiền vệ trụ. Zurutuza phân tích, Leo có khả năng không cần tập trung quá nhiều vào trái bóng hoặc theo sát diễn biến ở trên sân. Anh ấy tìm kiếm kẽ hở lớn nhất trong hệ thống phòng ngự của đối phương để gây sát thương. Đó là một trong những lý do khiến Messi xuất sắc đến như vậy. Phẩm chất thiên bẩm của anh ấy là phát hiện khoảng trống, trí thông minh sân cỏ, quan sát chuyển động xung quanh và phát hiện điểm yếu của đối thủ ở đâu. Thế nên mới có chuyện Diego Valeri, cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Portland Timber, có thể xem là huyền thoại sân cỏ nước Mỹ tới 4 lần tham dự trận cầu All-Star quả quyết. Phong tỏa Messi ư? Đó là điều không thể. Và với các hàng thủ của MLS, cơn ác mộng của họ đã chính thức bắt đầu bằng một chữ M.